Dạ chào bà. Kìa, ông là ai? Dạ thưa bà, tôi là một gã ăn mày khốn khổ. Một gã ăn mày? Vậy mà tôi tưởng. Tưởng gì vậy bà? Ông cần gì, bạc tiền hay cơm gạo? Dạ thưa bà, tôi tuy là kẻ ăn mày, nhưng tôi không phải đây dùng ý khất thực hàng ngày. Nếu như vậy, ông muốn gì? Tôi muốn đến đây nhìn lại dung nhan của bà cho thỏa lòng mong nhớ. Cầm ngay, gã ăn mày hỗn lâu, người là ai? Là ai? Bà hãy dịch cho rõ, kẻ khốn nạn đây là ai? Hả? Trần Bảo? Dương Thảo Lan? Đừng đừng, Bảo ơi, em gian anh chưa tới gần. Tại sao? Tại sao em cố tình bằng anh đi Dương Thảo Lan? Mà nay trở thành bà tông đốc phủ nhân. Bởi cho tới nay tôi mới biết tôi lầm, đi xây lầu một yêu trên bài hát. Tôi tưởng đâu khổ sầu đã làm cho bà tặng phải nhan sắc, nào ngờ đâu bà vẫn vui cười trên góc lụa vàng. Vâng, bên nào cũng dạ như ý, xin cảm ơn rất nhiều ạ.